nước không em, bình nước đây. Nước là cái gì? Không được, a à, mình thuốc được. Rồi đi. Xe đâu? Thầy biết xe đâu? Lấy xe đây. Lấy đó kìa, lấy đó kìa. Để lấy xe ra. Ủa đi xe ba bánh. Cái xe này khó đi quá à. Anh ngồi cho nó cân bằng cái xe coi nè. Ok, anh đang chạy tới đây. Em đâu rồi? Chờ không định thì thôi. Có định nha. Tùng ở đâu? Cái gì dành vậy? Được bảo mày nha. Ngạn này. Ô! Ô, con đi, con đi, con đi cả chỗ cục chính anh ơi. Ngạn tới. Bỏ ra đi xe tới nha. Kim nhà đó, kim nhà đó. Thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa? Chưa thấy. Thính, trong thính bị người quốc cực. Tính đâu, tính đâu? Nè, nó kẹt ở đây rồi, không ăn. Mẹ ơi, em cứ tưởng nó ở bên này. Ôi xin, anh đợi cái lưu đạn anh rồi, cứu, cứu không? Anh tự đợi cái lưu đạn như người anh luôn. Trời ơi, sao nó kẹt hay vậy? Ờ, nó kẹt khúc nhẹ. Trong nhà hả? Ờ, anh quăng cái lưu đạn để hái nó mà nó khai tác dụng quốc cho anh luôn. Kèm vô, kèm vô lý tiếng không mát. Bò nó ra, anh đứng dậy. Bò ra anh đứng ngay cửa sổ đó luôn mà không mang được tính. Ê, nó bắt, nó bắt, nó bắt hả? Em đấm á, em đấm một cửa sổ. Em được thôi. Nhà có nhà hôm nay chưa có nhà lầu với nó. Không được. Ở liên quan tới lưu đạn tiếp. Này rút kinh nghiệm đứng xa hơn. Có cách nào nữa. Mình đang ở trong bom. Quéo được. Đi ra để em chặn lưu đạn cho này. Đi ra, đi ra, đi ra, đi ra.
không rớt đâu. Trời, em theo đồ đạn thực là cực chuẩn. Em căng từ A đến Z luôn nhưng mà nó không rớt được rồi. Thôi bỏ đi. Đây trên đồ này chết mấy mấy quả này em bắn nhau đi anh ơi. Hay là mình đi nút đồ. Anh bị thì reset tính máy nó reset á. À, đang treo hả? Đang ông bảy nó cập nhật á, có đó reset. Đang quay. Quay tiếp à. Rồi ok. Rồi bỏ. Có đẹp thế mà. Chơi game PUBG ở trên mobile này đậu phộng. Mấy con boss mà cứ nói chuyện cứ như thật ý. Mày dình tao hả? Đùa nhóc. Mấy con boss mà cứ làm cái gì người thật ý. Mày dình tao hả? Cho mày ăn đạn nè. Cuối cùng là mấy con boss thôi. Gác thật đúng không? Cười, em coi buồn cười. À mình trong bo mà, cứ lúc từ từ thôi. Trong bo mà, sao đi. Không phân biệt được cái nào là bot, cái nào là người. À, thì ra bố lúc nãy giờ bố nấp ở trên này. Nó là người đó. Nhìn cái cách bắn của nó là biết rồi. Bot là nó bắn toàn là súng lục không à. Còn người là bắn súng máy. Đâu, chỗ nào vậy? Có tin đến đâu. Trên lầu mà không có gì. Chẳng lúc nãy giờ không có gì hả? Đời bạc béo vậy. Tại vì nó giàu có rồi. Bán nghèo mà nội tính kìa. Tính hướng ra 105 kìa. Đi. Nhảy cái này nè, nhảy cái này nè, chỉ cho. Đừng nhảy nó. Đi nè. Nhảy đi nè. Em biết mà. Ừ. Gãy chân mà chết rồi nào hay. Em có chơi du lịch rồi. Đi ra xe đi. Nơi xưa chưa tìm mảnh vết thương. 105 nhé. Sao nó đã bắn nhau luôn đây. Giết nó luôn em. Ngán cùng dán nào. Trời em ngán sao. Hồi nãy cái thằng em nó đè anh nó bắn như là cục ấy luôn. Em ra em bắn 2 phát là chết tươi. Sống nào đi. Tại nó bắn lén em mới chết thôi. Còn thẳng mặt cho thì làm gì đủ sức. Ê, tớ. Chạy ra một cái, nó lại nã cho mấy viên đạn vào đầu nữa. Có xe kìa. Không lấy xe kìa. Nhanh đi. Vô. Bớt nó đi. Anh em. Từ từ. Anh đi. Cua lại gắt vậy luôn á. Có chừng cái đồ nó bắn nè. Bà ơi thì cái gì đó không. Trời ơi. Tám biết nè bắn đi. Tám biết có rồi. Roja đừng có nhập vô nha, vỡ mồm ấy. Tám biết có rồi, có lái không? Nè. Có xe tới. Kiếm lên lúc đi. Thầy nói gì vậy? Em ăn cà hả? Nó quay lại kìa. Không phải quay lại. Nó không quay lại em mà. Nó lóc vào cái nhà kia rồi. Hướng nào đất kia. Nào đất đúng không? Ừ, nó trong nhà đó. Đây đây à. Em không biết nó nằm. Nhà em đang chạy lại à.
Không, cái nhà là đứng kìa, có ai nhận xong đâu. Đi đây nè, nó đang trên lòng. Yếu rồi. Yếu rồi hả? Chết chưa? Nó chết chưa? Mình giết nó 7 đời rồi. Bồ nó em cũng giết nó rồi. Phụ kiện ra 98. Anh bước trên này. Lên nhạc đi. Để đi. Wow, không phải đông người xem gì vậy? 77 người luôn. Đã quá. Lên nhạc đạn bớt nói thì bắn trước. Này bắt đầu mình chuyện nó bốn này anh, con bé này anh, đầy đủ nè, đủ ba anh em, mấy con có hết rồi, bà chết tiếp nè, thì nhặt lưu đạn đi, mình nên xin nhặt 6 trái lưu đạn, mình sẽ bỏ bớt cái gì đó, bỏ bớt ít đạn đi, nhặt 6 trái lưu đạn, em hút cho nó 7 trái luôn rồi. Trong con tim anh rất là thê, dù trái tim em tròn bóng vào. Bạn kêu là cái rô ra nó mạnh mà sao anh không xài kìa. Rô nhà mạnh mà nó kiểu như là ít đạn đó. Nghe em gì tâm không được. Nó thôi. Cầm đạn 7 nó mạnh hơn này. Ủa sao là cái thằng rô ra đó nó có bắn đạn thêm mà đúng không? Thì cái thằng nó bắt mình phải ghiền tâm, em phải ghiền tâm. Vậy hả? Để chị ra em bắt thử coi. Nó là sao? Là 6 hay 7? Trong 7. Tức 7 có thằng 6 bà nội. Là 5. Nhầm hàng căng thế. Anh cứ căng cơ. Thôi bỏ anh xài một bộ. Thôi đi lại đi bo nè. Anh bắn thử, anh sấy thử. Em nhặt em sấy thử đi. Em sấy vô một cái tâm của cái thùng á. Nếu mà em ghiềm tâm được vô một điểm á là em bắn được. Còn không thì thôi bỏ. Cho bỏ. Giờ cũng khác đi. Giờ bò nó xếp trên này. Lao ngáo chết phải bò giờ. Đi như đây anh ơi. Nó giống dạng thằng AK ấy. 2 giờ sáng. Nó xài AK hả? AK ở trên mấy tiệm bắn ngon lắm đó. Đấy toàn mọi người xài AK không à. Thì cái mùa này AK như đam mới đang mạnh đó. Ờ, nó không phải giống như mình xài này mình thích mà 4 sờ cái like đâu. Đọc chữ AK không? Ê. Đam của mùa này AK nó hơi mạnh. Trở lên khu nhà bên trái thôi. Trở lên trên trên đó mình me mình đi bộ vào đi, mình đi xem. Chết đấy. Rồi, được rồi. Vô luôn Hảo ơi, sợ gì ngán giác nào Hảo. Nó bên trái rồi thấy chưa, vô khu nhà này luôn. Tối nó một cái cây này nha. Nó trong nhà xanh này nha, giết nó luôn. Giết nó luôn Hảo. Qua nhà bên này đi. Lên đi Hảo ơi. Lên phía sau lên, sợ. Em sợ chắc. Anh chị, coi bên nhà anh chị có không? Anh nghĩ nó bỏ nhà bên kia rồi. Mình chiếm cái nhà bên cạnh nó tốt hơn. Qua nhé. Từ từ. Anh cứ nằm đâu mà được qua. Ừ, đây. Được không, em đã bắn Z2 nè. Trời ơi, cái Z đó của mình đâu rồi, chưa có nữa. Nó đang nó định mình.
trong trên đồ luôn. Anh có cái đó nào không? Đi. Đứng im ra. Có hai ít thôi. Chắc bà quên nhận cái đó. Trời ơi, em cũng không có cái đó luôn, thấy quên nhận cái đó. Bây giờ còn giờ mới để ý xài hai hai ít. Nhà này liền, chỗ này có thể nhắm được nè. Này nhìn được nhiều góc thôi. Từ nơi đâu nhỉ? Chả biết bò bên nào. Mình bò này, bò này, bò này mình ngon rồi. Thì em cũng có cái đó này, mình căng nè. Chắc là bắt nhau ý xèo chỗ này mà ta sao giờ nó chạy hết nhỉ? Chắc nó giết nhau rồi quá. Cô này mà. Này đó. Dạ. Trước mặt kìa, thấy cái thùng trước mặt không? Là nó chắc có cái đót ngon đấy. Đâu? Chứ thấy cái thùng là hướng 345. Nó thấy em rồi, có được không rồi. Em mới đắm vô tường hay là gì vậy? Ừ, em đang xóa lý này này. Em mới đắm vô tường hả? Không. Vậy là có đứa nó mới nhắm một viên đó. Chúng mình trở lại cửa sổ, nó bắn không? Nó bắn xe lần đúng không? Không biết mình, nhưng mà nó mới dắt nhắm một chi nữa em không đánh vô tường thì là nó. Nó có rồi bắn á. Sa tết là anh. Mình đã sát mép rồi, bo nó vô đây rồi thôi. Từ từ mình cứ từ từ mình tính thôi, không có ra gì. Mình tính là sẽ móc qua tướng ép nhá. Thì nó bắn ngoài đây hả? Qua đây, qua đây. Cô cục tính nó rớt này trên ấy luôn kìa. Trên nhà luôn kìa, kìa không? Từ anh ơi, từ anh ơi. Không, anh đâu có bắn gì đâu. Anh chỉ đang đứng mép mép trong góc nhìn ra thôi. À kìa. Anh có sai lần mà đúng không? Lắm. Nó bắn nghe à? Nên là thính kìa. Chủ em, thính em thấy nó rồi nhưng mà em thấy có một đường đạn riêng. Ê, nát nát. Bắn kìa vậy. Ý có lên đâu, có lên đâu. Mấy cái hướng 105 nha hả? Đào đấy. Một phát. Một phát. Trên nóc nhà đó, thấy không? Em bắn nó cao lắm mà. Xin chạy đâu rồi?
nó được bầu cử nó chạy rồi. À, nó có tới rồi. Bỏ mình mắc bên tay này thôi. Ok. Nó bắn mình hả? Không, không. Đừng lo lắng. Chạy lên này. Chạy theo anh này. Mình phải chiếm được cái nhà ở 30 kệ nó luôn hả? Tôi đi hả? Tôi đi và nhảy hả? Nó mới nhanh được. Nhau lắm xa đúng không? Nếu có nhà vệ sinh này là anh thấy chắc kèo nhất hả? Nhà vệ sinh này trong bo luôn. Mình vừa móc qua bên này rồi, nó bên này nè. Bên này đi, đi mình vô bo nè. Uống nhiều nước rồi. Mình thấy qua được đường đó ơi. Rồi xuống chạy nha. Từ từ có lúc nó bắn, nó bắn trước mặt luôn, chạy luôn. Nó vào trong nhà luôn anh. Em bắn cái gì đấy? Em bắn đâu? Coi chừng sao không có đạn. Anh cũng là ai à? Không biết anh là ai hả cung? Giết nó luôn anh, em có một thằng rồi, nó chuẩn bị cứu ấy. Ở trong nhà, nhà có một chiếc xe đó anh. Đậu thật phẩm. Không biết anh là ai hả? Từ từ. Thằng bạn nó ra kìa. Coi chừng. Bơm máu, đừng bơm máu. Đây là phía sau lưng nè, phía sau lưng nè. Mỗi người canh một cổng nên canh cổng sau nhé. Ừ. Đó, canh cổng đó đi. Nó không không đổi được ấy đâu. Không đổi được đến đó rồi. Trời ơi, xong rồi sao mình nhiều ấy thế này. Xong rồi. Cứ để nó bắn. Mình canh cái cổng đi nè. Chừng nào. Anh thấy rồi, anh thấy rồi. Chừng nào. Trên lầu hả? Anh có bị hụt à? Chưa. Trên lầu nhé. Người sắp nhảy xuống nè. Ở trong cái nhà trước mặt này hướng 195 này có một thằng nha, một em nha. Em bắn thủ qua rồi mà nó cứu rồi. Đóng cửa lại. Anh ra anh nói đi. Để em anh thêm
mày không biết anh là ai hả? Thảo cân hai đấy, đừng có solo. Ôi solo với mình. Hết máu nước luôn. Nước hết máu rồi hả? Em biết còn một tem nó nằm ở đâu á? Để đó em. Hello. Nó ở nhà S1S này này. Trời cái gì vậy? Ăn nó này anh ơi, chơi nó nè. Giời ơi, núp ở trong đấy à? Quá đã. Trời ơi, đợt này bắn sướng quá. Vừa chiêu. Bắn quá trời quá luôn. Cần nghỉ đi. Nghỉ hả? Cần nghỉ. Thế bắn nữa.